Và hôm nay là một video về một buổi sáng của mình khi chuẩn bị đi làm. Và đặc biệt hơn thì nó là phiên bản giảm cân. Có rất nhiều bạn đã hỏi mình những cái cách mà mình đã làm để giảm cân. Và hôm nay thì mình có quay lại một số hoạt động để giảm cân của mình. Nên là mọi người hãy đón xem nhé. Buổi sáng thức dậy thì mình sẽ uống một cái gói Vita bưởi. Cái này là một cái thực phẩm chức năng để cung cấp thêm nhiều loại vitamin cho cơ thể. Và tất nhiên khi mà giảm cân thì mình sẽ bị thiếu chất đi một chút. Và mình uống loại này để giúp cho cơ thể của mình nó khỏe hơn, không bị lả khi mà mình đang giảm cân ý. Thường thì mình không thể ăn được nhiều vào buổi sáng vì nó rất là nặng bụng ấy. Chính vì thế nên là mình chỉ uống một cốc sữa lắc để cho nạp năng lượng khi mà mình mới ngủ dậy mà thôi. Một cái thói quen tốt của mình mà mình nghĩ đáng được tuyên dương đó chính là mình đã bắt đầu tập thể dục nhẹ ở buổi sáng. Mình chỉ tập giãn cơ và một chút yoga thôi trước khi mình đi làm. Tại vì mình là dân văn phòng ấy, chính vì thế nên ngồi rất nhiều và nó làm mình đau cổ và đau vai nặng luôn ấy. Mình thấy là sau khi mình tập thể dục vào buổi sáng ấy thì nó khiến mình cả ngày cơ thể nó không bị rệu rạo ấy, và nó làm cho một ngày của mình năng suất hơn rất là nhiều. Gần đây thì Hàn Quốc nóng lên, chính vì thế công ty của mình bắt đầu mở điều hòa rồi. Vì vậy thì buổi sáng mình sẽ đắp một cái mask trước để cho da mình nó đỡ khô khi mà ngồi điều hòa ấy. Mình nghĩ ai sang Hàn rồi thì cũng sẽ có cái thói quen là gội đầu buổi sáng trước khi đi làm, đi học. Cái đấy mình cũng thấy vừa tốt về mặt thẩm mỹ. Và với mình thì nếu mà đồ sạch ấy thì nó sẽ làm cho cả ngày của mình nó năng suất hơn rất là nhiều. Với phần skincare thì tầm 3 tuần thì mình sẽ đổi sản phẩm một lần. Nhưng mà không bao giờ mình có thể quên được cái bước đó chính là BHA. Mình dùng vào cả buổi sáng và cả buổi tối nữa. Sản phẩm tiếp theo mình dùng đó là của hãng Bergamo. Và đây là một cái ampoule tinh chất vàng 24K. Và mình đã sử dụng được tầm 3 tuần rồi. Như mọi người thấy nó cũng đã vơi đi khá là nhiều rồi. Như mình đã nói mọi người rất là nhiều lần là da mình thuộc dạng da siêu khô, nên là mình chỉ mong sản phẩm nó cấp đủ ẩm cho da của mình mà thôi, để cho da của mình không bị bong tróc. Dù là mùa hè đến rồi nhưng mà mình lại làm trong cái môi trường điều hòa rất là nhiều ấy. Chính vì thế nên lúc nào mình cũng cần cấp ẩm. Và trong em này thì có cả hyaluronic acid, thì cái chất này sẽ giúp cho cấp ẩm cho da rất là tốt. Và cái mà mình thích hơn nữa thì nó làm cho da của mình không bị bết dính và nó thẩm thấu rất là nhanh. Và mình thấy cái giá thành của cái bạn này nó cũng khá là ổn so với cái chất lượng của nó. Tuy là hãng còn nói là có thể làm sáng da, nhưng mà mình biết là cái này nó còn dựa vào rất là nhiều yếu tố. Và da mình thì không phải là một cái loại mà da dễ trắng ấy,
Chính vì thế nên là mình không có quá nhiều kỳ vọng về cái điểm đấy, mà mình chỉ cần cấp ẩm đủ cho da của mình và nhìn da lúc nào cũng siêu mướt thôi thì mình đã vui rồi, và mình thấy mãn nguyện về cái điểm đấy của nó rồi. Và kem dưỡng mình dùng của hãng là dòng collagen. Loại này lúc đầu nhìn cái chất của nó ấy, mình thấy nó rất là đặc, nhưng mà khi apply lên da thì thấy nó tán nhanh vô cùng luôn ấy. Và mình thấy may mắn là nó không bị bết dính, tại vì nếu mà bết dính ấy thì khi make up thì nó sẽ bị xê dịch rất là nhiều, và mình rất ghét điều đấy. Ngoài ra thì trong này nó có collagen thì sẽ giúp cho da săn chắc hơn, và như thế thì da mới bóng lên được nhiều ấy. Và mọi người biết là mình bị nghiện một cái làn da bóng bẩy ấy. Và mình dùng em này vào buổi sáng thôi, để cho da của mình nó có đủ ẩm cho cái lớp nền make up, nó không bị cakey và nó không làm cho da mình bị khô cho đến buổi tối ấy. Và buổi tối thì mình dùng cái loại kem của hãng dòng vitamin. Trong này thì có vitamin C nên là có tác dụng chống oxy hóa hơn, và nó ngăn chặn cái quá trình lão hóa da. Và nó cũng rất là tốt cho cái việc làm sáng da hơn, nhất là với những cái vết thâm do cái mụn để lại. Ngoài ra hãng Bumago cũng có shop Imo và cái fanpage chính thức ở Facebook rồi, nên là mình nghĩ mọi người nên mua trực tiếp ở những cái trang chính thức như vậy. Và mình thấy cái giá cả mà hãng bán ở Việt Nam cũng rất là tốt. Và mình nghĩ rằng nếu mà mọi người muốn mua sản phẩm ấy thì hãy nên đặt hàng qua Facebook này, hoặc là trên cái Shopee, thì mình sẽ để link ở phía dưới nhé. Và cái cushion này của Laneige mình đã giới thiệu cho mọi người ở cái video makeup trước của mình rồi. Và đến bây giờ khi mà mùa hè đến rồi thì mình mới có thể cảm thấy cái hiệu quả của cái em này, đó chính là nó kiềm dầu rất rất là tốt. Và đây chính là cái màu son mình yêu thích dạo gần đây, đó chính là son của Chocho Lab. Và cái màu này là một màu hồng cho, và mọi người biết là da mình là da cool tone nên là rất hợp với màu hồng kiểu cho, tại vì môi của mình thì nó hơi bị đậm màu ấy. Và chất của cái son này nó cũng rất là mướt nữa, nên là mình highly recommend là mọi người nên thử cái dòng son này nhé. Mình là một đứa rất ghét mặc áo sơ mi, tại vì mình rất lười là quần áo. Nhưng mà bắt đầu mùa hè rồi nên mình cũng mặc áo sơ mi nhiều hơn. Chính vì thế nên mình đã tặng một em máy là hơi. Và mình thấy cái máy này nó cũng kiểu siêu siêu xinh, và cũng tiện khi mà nó để ở trong cái hộp, mình cũng có thể mang đi du lịch nữa. Và hôm nay thì mình phải đi làm ở công ty luật, thì mình bắt đầu giờ làm sớm hơn là 10 giờ. Chính vì thế nên là mình phải chuẩn bị đồ ăn để mang đi, tại vì là buổi trưa mình sẽ đói. Và hôm nay thì mình sẽ làm bánh mì Việt Nam để mang đi. Và mình đặt cái set bánh mì cũng như ba tên này ở một chị người Việt ở bên này. Thì có gì mình cũng sẽ để link cho mọi người nhé.
Bây giờ thì mình sẽ đi làm đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và mong mọi người hãy like, subscribe channel của mình. Và hẹn mọi người trong các video tiếp theo. Goodbye.